Ok anh em, lại là Minh Phụng Music đây. Hôm nay mình sẽ gửi đến mọi người một video review, vì có vài bạn đang cần mình review về chống điện tử nên mình cũng làm luôn con chống DD325 từ nhà Medeli mà mình mới có dịp được sở hữu khi được bán tại Minh Phụng Music với giá chỉ 5,5 triệu. Hôm nay mình thử mở hộp xem bên trong bộ chống mới nhà Medeli sẽ có những gì nào. Bắt đầu thôi. Khui thùng thì mình thấy bên trong sẽ có một tấm cặt tông dày để bảo vệ chống, sách hướng dẫn sử dụng. Medeli họ quá chu đáo và cẩn thận trong cả bước đóng gói. Và đây là hộp phụ kiện. Bên trong hộp phụ kiện còn có hai dù chống, bộ nguồn 12V và hai pedal. Nhân vật chính đã xuất hiện rồi, cùng khám phá bộ chống DD325 nhé. Chống có kích thước lần lượt là cao 618, rộng 383 và ngang 130mm. Bộ chống có khối lượng là 3,38kg. Đây là một cây chống vô cùng hiện đại, góc cạnh vẻ nam tính, nhỏ gọn, dễ dàng cho người chơi mang đi biểu diễn. Và đó là thông tin cơ bản về chống DD325, một sản phẩm mới từ nhà Medeli trong tập kỳ này. Lần tới mình sẽ đưa đầy đủ thông tin về mẫu chống điện đang rất được mong chờ này đến các bạn. Cảm ơn đã đồng hành cùng mình, và nếu quan tâm mọi người hãy để lại comment và đừng quên like, share, subscribe để đón chờ những video mới nhất về bộ chống này nhé. Nếu cần tư vấn bất kỳ về mẫu đàn organ, piano điện hay chống nào khác, hãy liên hệ qua số hotline 0919768606. Xin chào và hẹn gặp lại.